Mùa hè năm nay ở miền Bắc lạ lắm, nóng nhưng không đáng kể, mà đáng kể là cứ mưa hoài, mưa mãi. Vùng núi Bắc Bộ cứ đợt mưa này chưa dứt lại đến đợt mưa khác nối tiếp, ngập lụt sạt lở triền biên. Các hồ thủy điện vừa mới đóng được một hai cửa xã thì lại thông báo mở trở lại. Hồ thủy điện Thác Bà đã xả lưu lượng lớn nhất gần 30 năm qua, khiến hạ du tỉnh Yên Bái ngập lụt, ảnh hưởng tới gần 80 hộ dân, xưởng gỗ tàn thương hơn là các trận lũ cuốn, sạt lỡ gây thương vong về người. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, đã có hơn 10 người ở Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyền Quang hay Sơn La của mạng. Dự báo, vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa trong đêm ngày 7 tháng 8 và từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8. Khả năng vẫn có những điểm mưa to đến rất to. Trời còn mưa là còn nguy cơ sạt lỡ bởi nền đất đá đang ngấm đo nước, mất độ kết dính có thể trượt lỡ bất cứ lúc nào, kể cả khi nắng lên. Vì vậy, quý vị và bà con hãy chú ý, nếu xung quanh nhà có vết nước ngay càng rộng ra, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất, thì tức là sạt lỡ sắp xảy ra. Khi đó, hãy ngay lập tức thoát nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm nhé!